thôi thì mình được dư lên nặng. Thôi còn gì nữa. Thả ra rất là nhiều luôn. Hiện tại chỉ thấy là khát nước lắm anh ơi. Đấy, rất là khát nước trời. Nặng cực luôn. Dư tránh thủ mình đi thật nhanh để ra. Đi được một vòng hồ điều hòa rồi anh em ạ. Đây. Đây là cái điểm mà nay mình rè bên tế dư đến bên này đây. Để xem được bao nhiêu vật phẩm ấy nhá. Đây này, bà có này. Rất là nhiều rồi. Tính nắng để ra đủ 10.000 để tỉ ăn bánh mì không biết. Mình vừa nhặt một vài cái giấy ở đâu thế? Ở đâu cái bài nữa? Giờ mình sẽ buộc thành cái cặp để mình đi bộ ra cái đường đường chính. Chứ hiện tại đường xá quá, cầm hàn rộp về tay nên mình sẽ đéo làm ba lô luôn nhé. Một hồi thì mình được cái cặp như này. Bây giờ mình sẽ để vài cái giấy thưa like cho cụ nhé. Đây là hai cái báo mà mình lúc này mà ban đầu mình nhặt ở đâu thế? Lúc mới đi đấy. Dư nâng cấp cái ba lô đi thấy êm phết đấy. Ai tiếp tục hành trình. Chúng ta chỉ còn hai cây nữa là ra được. Đấy mẹ mình lằn lỗi vì cứ mạo vào tiên đấy. Ơi. Nhà cho cháu ra đường lớn một đoạn vậy. Để cháu ra ngoài đi. Rồi cháu cảm ơn chủ nhớ ạ. Đây, máy mà hỏa dáng được chủ ra ngoài đường lớn đấy rồi. Chứ mình lại chỗ bạn bé trái luôn. Thôi để mình vào nhá. Như cho em bạn. Ní là bạn mấy mấy là được mấy nghìn nhỉ? Cái ni 1 cân 4.000. Dạ. Nhưng mà nó nắng nghiêm tròn rồi. Dư mình đi mua nửa thì chú ơi. Bạn cháu chạy nước lọc mấy nghìn rồi chú. Dạ. Nhỏ nhỏ ạ. Đi làm cả sáng được một chai nước. Thì mình sẽ vào siêu thị. Có lẽ vào đó nghỉ trưa chút. Dư không biết mình dự tính đêm nãy mình sẽ ngủ ở con nẹt. Nhưng mà dư cả sáng mới kiếm được một chai nước. Chắc là mình phải kiếm công việc mua đỏ mà ăn phù hợp mà để có tiền mà qua đêm tối nay mới được. Thưa đi cũng có chưa có chị ăn đây này. Này thì mình định đi lót té. Nhưng mà sau khi suy nghĩ lại thì mình sẽ lại Vinh Center nghỉ. Đấy thì họ đang chắc là lễ tốt nghiệp đây anh em ạ. Mình gãy quá chờ nhưng mà có lẽ nó có chiếm á. Nên mình đi thẳng đến Vinh Center luôn nhá. Đây đi mai á. Đây chuẩn bị đến chỗ vòng xuyển này rồi. Dư mình bắt đầu lên chỗ tường lên nín đi check in phải. Để check in với cụ Lenin. Đấy. Rồi đi tiếp thôi. Đi thẳng qua vòng xuyến đi. Tầm một cây nữa thì mình sẽ đến Vinh Center. Mệt vậy. Đến mình đến quảng trường rồi đấy nhá. Đây là Vinh Center đây. Bây giờ mau lên nghỉ tí đấy. Sẵn chưa đi liên tục. Đường. Center đang có sự kiện gì anh em ạ? Mấy con gấu đi họt ạ. Từ thì mình đi lên tầng 2. Lấy cái vào nhà vệ sinh
mình rửa cái tay đi. Dư mình đi rửa tay thế này. 10 giờ hơn nào. Mát lạnh quá. Là đây có là sofa mình dùng thôi. Tức là trưa nay mình sẽ nằm sofa ngủ. Nhân viên có mà đuổi thì mình sẽ đi. Tại đây không có tiền để bỏ vào massage được. Đây, thì mình nghỉ rồi đã nhé.